Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế điều khiển xe ô tô Mazda biển kiểm soát 30K50528 không nhường đường cho các phương tiện trên đường vành đai 3 trên cao thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Mặc dù có phương tiện đi phía sau ra tín hiệu xin nhường đường, tài xế này vẫn cố tình lờ đi. Khi đoạn clip trên được chia sẻ, lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận, gây xôn xao bức xúc trong cộng đồng. Tài xế xe ô tô trong clip bị cộng đồng mạng chỉ trích nặng nề. Dựa trên các chứng cứ, chiều 31 tháng 7, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã triệu tập nam tài xế sinh năm 1997, cư trú tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để làm việc. Tại trụ sở công an, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Theo đó, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này. Với vi phạm lưu thông vào đường không được phép, mức phạt dành cho tài xế là 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong 2 tháng.